Kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay mời các bạn cùng các sơ chúng ta cùng tìm hiểu về mùa chay nhé. Có một số bạn trẻ hỏi các sơ rằng mùa chay là gì? Mùa chay kéo dài bao nhiêu ngày? Khởi đầu và kết thúc khi nào? Vậy hôm nay xin mời tất cả các bạn cùng các sơ chúng ta cùng khám phá về mùa chay nha. Vậy thì mùa chay mang ý nghĩa gì nhỉ chị Hiền ơi? Mùa chay là mùa sám hối để chuẩn bị lễ vượt qua của Đức Kitô. Mùa chay kéo dài 40 ngày không kể các ngày Chúa Nhật. Khởi đầu mùa chay là thứ tư lễ tro và kết thúc trước thánh lễ tiền quy chiều thứ năm tuần thánh. Vậy con số 40 ám chỉ gợi nhớ cho ta những điều gì trong kinh thánh? Chị Hai hãy cho chúng mẹ biết ạ. Con số 40 ám chỉ 40 năm dân Do Thái vượt qua trong sa mạc tiến về đất hứa, hút hồng thủy kéo dài 40 đêm ngày và cuộc chay tịnh 40 ngày đêm của Chúa Kitô trong rừng vắng trước khi đau giảng ơn cứu độ. Các giáo phụ cũng coi thời gian chay tịnh tương tự thời gian 40 ngày ông Mô-xê ở trên núi Sinai và 40 ngày ông Ê-li-a chạy trốn ở núi Hoa. Vậy mùa chay có mấy đặc tính chị Thắm? Mùa chay là mùa sám hối đặc biệt chuẩn bị mừng lễ vượt qua của Đức Kitô và nhất là nhớ lại việc dọn mình đánh nhận bí tích thánh tẩy. Mùa chay còn là mùa chuẩn bị các tín hữu cử hành mầu nhiệm vượt qua bằng sự nhiệt thành nghe lời Chúa và chuyên chăm cầu nguyện mỗi ngày. Chúng ta vừa tìm hiểu về đặc tính của mùa chay, vậy thì mùa chay mang ý nghĩa gì? Mùa chay là thời kỳ sám hối, cầu nguyện. Hội thánh kêu gọi mọi người quay về với Chúa, thanh tẩy tâm hồn, từ bỏ các tật xấu, hy sinh hãm mình và làm việc bác ái. Mùa chay cũng là thời gian huấn luyện đức tin của các Kitô hữu cho thêm vững mạnh và sâu xa hơn khi nhớ lại bí tích thánh tẩy đã lãnh nhận. Mùa chay còn là mùa chuẩn bị cho các anh chị em dự tòng đón nhận sự sống thiêng liêng nhờ sống tinh thần của bí tích rửa tội. Vậy hội thánh sống các phương thế của mùa chay như thế nào hả chị Hiền ơi? Hội thánh mời gọi chúng ta sống phương thế mùa chay qua bốn phương thế. Thứ nhất là ăn chay, thứ hai là hãm mình, thứ ba là sám hối và thứ tư là cầu nguyện và làm việc bác ái. Vậy để cùng với Đức Giê-xu sống tâm tình mùa chay, mời tất cả các bạn cùng với các sơ đây qua ca khúc bài hát Giê-xu tình thập giá. Xin mời mọi người cùng thưởng thức. Chúa đang chờ giang tay thứ tha.